Rồi, lần đầu tiên em xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá tại Tổ quốc. Hôm nay em tiếp tục lên cho em một clip gồm 12 cây cần câu anh em. 12 cây cần câu này là 12 cây cần câu tay, hạn chất liệu và chất liệu carbon. Trong đó có 3 cây là phù hợp, cây cuối cùng là cây hàng hệ hai da. Rồi, em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng lỗi mà không giống clip em lên đó, thì em sẽ nhận lại. Rồi, cảm ơn anh em. Em lên cái thứ nhất mọi người tham khảo. Đây là cây thứ nhất. Cây thứ nhất là một cây cần lóng dài, cần của Elta. Cây này chuyên cho anh em câu gô, câu giết nha. Cây này dài 3m6. Cây này dài 3m6, thu gọn là 103 cm, nặng 80g. Đọt là 0.7 ly, độ cứng là tầm 1h đến 1h rưỡi đến 2h. Giá là 550k. Đó. Cây này đọt khá mảnh nha anh em, chuyên cho anh em câu gô giết. Tháo ra cho anh em xem. Hàng ngoại hình nó như clip nha anh em, ngoại hình nó gần tầm khoảng 90-93%, khá đẹp. Carbon sắn, carbon sắn nổ quăng nha. Nói chung là hàng bao lỗi, không nứt bể gì hết. Cây nào nứt bể thì em nói với anh em nứt bể. Đọc đây. Rồi, cái thứ nhất 550k. Rồi, cái thứ nhất 550k nha mọi người. Đó, khá đẹp nha. Rồi, tiếp theo cây số 2. Cây số 2 là một cây hàng sức nội địa Nhật. Hàng chất liệu quẳng là chất liệu carbon. Đó. Cây này quẳng là một cây chi nhà Namikogo giết. Đó. Cây này dài 3m6. 3m6, nặng 90g, thu gọn 130 cm, đọt 0.8 ly, độ cứng tầm khoảng 1h đến 1h rưỡi nha anh em. Đó. Giá cây số 2 này khoảng là 550k. Cây số 2 này khoảng là một cây cần carbon sắn chìm nha anh em. Đó. Ngoại hình cũng khá là ok, không lỗi, không chạy xước gì nhiều hết. Đọt nữa đây. Đọt này giật gô giật giết là khỏi chê. Rồi, giá công khai 550k cây số 2. Tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 là một cây alpha taco, hàng của nội địa Nhật. Cây này vẫn là một cây cần hàng sẵn nổi quăng nha anh em, khá đẹp á. Cây này thì dài 3m6, nặng 70g, thu gọn 94 cm, đọt 0.8 đi, đọt cứng ra tầm khoảng 1h đến 1h cỡ đến 2h. Giá vẫn là 550k nha anh em. Cây số 3 550k. Bán loại cần này thì tháo ra cho em xem. Phôi ở trong luôn. Đó. Phôi vẫn là một phôi carbon sẵn chìm, sẵn nổi nha anh em. Anh em rút là gẹt gẹt liền. Đó, carbon sẵn nổi. Cây này vẫn là một cây chiên cho anh em Kogo giết. Đánh kênh gạch. Đó. Khá là đẹp nha anh em. Ngoại hình nó ra tầm khoảng 90-93%, không xuất sắc gì nhiều hết. Tem nội địa Nhật, tem sức nội địa Nhật. Đọc nó đây. Test đọc cho anh em xem luôn. Rồi, cây số 3 có giá là 550k. Tiếp theo sẽ là cây số 4. Cây số 4 dài 4m5, nặng 110g, thu gọn 100 cm, đọt 0.7 ly, độ cứng tầm 1h rưỡi đến 2h nha anh em. Vẫn là hàng carbon sẵn nội quăng. Quăng này quăng chìm nha anh em. Ngoại hình khá ok.
Hàng này hàng Korea, xuất nội địa Nhật. Tem còn. Cái này 4m5 nha mọi người. 4m5. Ngoại hình cũng khá là ok, không xước xát xấu. Xước xát chị hết. Cây nào xước xát nhiều em báo anh em xước xát nhiều. Đó, khá là ok nha anh em. Cái này vẫn là chi nha anh em, câu gô chép nha anh em. Ồ, gô giết nha. Trên khá đẹp, trắng nổ quăng, hàng carbon. Gô giết kỳ. Đọc nó đây. Đọc khá mạnh nha, khá dẻo. Rồi, giá cây số 4, 550k nha. Tiếp theo sẽ là cây số 5 nha mọi người. Đó. Cây số 5. Cây số 5 là một cây cần hàng nội địa Nhật, carbon sắn nổ quăng. Giờ vô là nhắm tay luôn nha mọi người. Cần cũng kha, còn khá là đẹp, khá ok. Đó, này chọc sơn thôi. Chung thì cần nào lỗi chỗ nào thì báo cho đó. Cây này tem carbon nặng nội địa Nhật. Cây này dài 5m4, nặng 150g, thu gọn 100cm, đọt 0.7 ly. Độ cứng tầm khoảng 2H đến 2H5 nha mọi người. Đó, giá vẫn là 550k. Đó, rồi để em soi cho anh em xem. Cây này bị một lỗi duy nhất. Carbon sáng quăng nha anh em. Đây. Đó. Carbon thế này còn còn gì bàn nữa. Khá là đẹp nha anh em. Đọc nó đây. Đây, đọc nó đây. Khá bốn nha anh em, độ cứng ra tầm khoảng 1H2H. Cặn này cũng chuyên cho mini câu gô giết, có thể đánh chép được nha anh em. Cây này bị một lỗi duy nhất, cái gốc của nó đây nè, cái gốc của nó bị nứt đây. Đó. Do cái miếng kim loại này nè tăng giảm nhiệt độ dưới nó dính muối vô nó bị nứt kia. Đó. Rồi cặn sao thì em nói vậy thôi. Rồi giá công khai nha mọi người, giá công khai là 550k, tất cả phần còn lại ok, không lỗi gì hết. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 6. Cây số 6 là một cây cần dài 4m15 nha anh em. 4m15. Đó, cây này bị mất nha. Đó. Gặp bò sắn nổi quăng. Khá đẹp nha anh em. Ngoại hình cũng khá là ok. Cái này tại nó bị gãy một khúc đọt thôi. Nó thực chất là 4m5. Em đo bằng thước nó ra còn 4m15. Đó. Cái này thì có bị một lỗi. Đây, nó bỗng bị nứt như cây số 5. Đó. Với cái phần này nó bị muối à, em dặn không ra. Đó. Cây này thì dài 4m15, nặng 150g, thu gọn 104cm, đọt 1 ly 2, độ cứng ở giờ tầm khoảng 2H5 đến 3H, khá là cứng, giá là 400k nha mọi người. Đây. Đọt nó đây, đọt khá cứng nha anh em, cứng quá nãy. Tất cả các lóng đều ok, không lỗi, hàng chất liệu carbon. Quan sáng quan nha anh em, khá đẹp. Chung là cái này em lấy lóng không được em mới soi cho anh em vậy thôi, mấy cây em lấy lóng qua được thì soi cho anh em hết.
đó. Càng còn khá đẹp nha anh em, càng này cứng á. Rồi giá công khai, giá công khai 400k chuyên cho Nico giết go, có thể đánh đánh chép luôn. Cây số 6 giá 400k. Tiếp theo sẽ là cây số 5, cây số 7. Cây số 7 là một cây cần của Suzumi. Đó, một cây cần của carbon hàng Korea. Cây này thì 6m3 mà em đo bằng thước nó gọn khoảng 6m1. Cây này thu gọn 115cm, đọt 0.7 ly, độ cứng tầm 1H, giá là 600k. Đó, cây này nặng 160g nha anh em. Càng này còn khá ok, khá mới, không xước xác nhiều hết, còn nấm. Đem sức đòi lợi nhuận. Cái số 7 à, cái chất liệu carbon sẵn còn nha nè, sơn mộc sơn bạc. Đây, đó. Khá mới nha anh em. Carbon trong clip anh em có thể nhìn thấy rồi. Sáng tít. Rất là sáng nha anh em. Sáng tới ngọn luôn á. Ngoại hình khá ok, đọt nó đây, đọt cây này nó uống thịt cho được tầm khoảng 1H. Đó, cây này thì giật cá gô thôi, giật cá gô câu cá giết thôi. Đó. Rồi, giá công khai cây số 7, giá 600k nha mọi người. Đó. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 8. Cây này là cây số 8, cây này là cây Ruby. Cái này là cái ISO hạ tay nha mọi người. Đó. Cần ISO hạ tay carbon 2 da, carbon đời cao. Rồi cận cho anh em xem. Cái này cái Ryobi, tem nội địa Nhật. Đó. Cái này dài 4m4 nha mọi người. Cái này dài 4m4. Nặng 100g, thu gọn 100cm. Đọt 1 ly. À, độ cứng ra tầm khoảng 2H gửi đến 3H. Ngoại hình khá ok. Ruby thương hiệu nội địa Nhật. ISO hạ tay nha mọi người. Carbon sắn ít, carbon sắn vòng, carbon đời cao, carbon sắn 2 giá. Đây, được rổ đích. Khá ok, khá đẹp nha anh em. Đây, carbon đây. Đó. Sẵn thế này mà. Đó, hai khúc đầu là nó không sẵn nha anh em. Hai khúc đầu là sẵn chìm. Đọt ra đọt đặt. Đó. Đợt này bao cho anh em đánh luôn, bao nảy luôn. Gơi cứng gơi tầm khoảng 3H. Có. Rất là nảy anh em. Rồi, giá công khai cây số 7. À, cây số 8. Giá công khai cây số 8 là 800k nha mọi người. À, để xuống ra đây cho. Tiếp theo sẽ là cây số 9. Cây số 9 là một cây bay quốc. Hàng này xuất nội địa Nhật nha anh em. Cây này dài 6m3. Gốc nó là gốc carbon 2 da. Rất là đẹp nha anh em. Em lấy đọt cho anh em xem. Cây này em rất là ưng luôn á. Em đọc thông số trước. À, cây này nặng là 6m3, nặng 360g. Đọt 1, đó là thu gọn 105cm, đọt 1 ly gửi, độ cứng tầm 3H5-4H, khá là cứng anh em. Cây này được cái phôi nó rất là dày. Tí em so sánh nó với
Sợi trước mấy lóng này rất là đẹp nha anh em. Độ mới nó giờ tầm khoảng 93-95%. Này dính bụi chưa lau hoàn nữa. Khá đẹp nha. Khôi nó rất là dày nha anh em. Carbon sắn từ đầu đến đít luôn. Đọt 1 ly 5, độ cứng ra tầm 3 h/2 đến 4 h. Cây này chỉ nhanh đánh săn hàng, đánh game, câu chép, rất là đẹp nha anh em, đẹp khỏi chê. Đọt nó là đầu bu sắn 360 độ, đọt carbon. Rất là cứng nha anh em. Đây, làm sao cái phôi nó cho anh em xem. Thúc này đi. Phôi nè, phôi nó dày nữa nè. Như gấp đôi phôi, gấp đôi của đài á. Phôi cái này rất là dày, nó rất là nặng. Rồi, cây số 9, giá công khai là 900k nha anh em. Các bạn mới nha, phôi dày. Tiếp theo sẽ là cây số 10. Cây số 10 là một cây cần phun hợp, cây cần của nội địa Nhật. Cần Kimu gà dài gì đó. Cây này thì dài 5m4, 5-6 lóng, tua gọn 105cm, nặng 155g, đọt là 0.85 ly, gốc là 17,6 ly, thành phần carbon là 96%. Giá cây này bán ở thị trường Nhật lúc nó mới ra là tầm khoảng gần 5 triệu so với tiền Việt Nam. Gốc cái nút này nhận khá ok anh em, carbon đỏ sắn. Cây này độ cứng nó ra tầm khoảng 2h, chia cho nên mấy câu gô giết nên chết. Gặp bọn đỏ nha anh em, khá đẹp, vẫn cần khá công phu. Để em tháo cho anh em coi. Càng khá đẹp nha. Ngoài hình khá ok, không xuất sắc gì nhiều hết. Cây chiên câu gô giết chép. Rồi, giá công khai nha mọi người, giá công khai cây số 10, giá 900k. Phun hợp túi. Tiếp theo sẽ là hai cây cần hệ, hai cây cuối cùng. Một cây này là cây của Nissin, một cây Nissin hàng nội địa Nhật, chấp 100% với anh em luôn. Cây này thì dài 6m3, 7 khúc, 7 lóng, nặng thu gọn 103cm, nặng là 205g, đọt 0.8 ly, gốc là 19,4 ly, thành phần carbon là 93%. Cây này giá thị trường mới nó bán ở thị trường Nhật là tầm khoảng 4 triệu, 3 triệu 4 triệu tiền Việt Nam. Phun hợp nha anh em, phun hợp, phun hợp tối luôn. Carbon sáng tròn nha anh em, sáng vòng nha anh em, rất là mới. Cây này hình như là chưa qua sử dụng luôn á. Nói chung là không có độ xước gì nhiều hết, cán chưa bị dơ luôn. Dính sơn nè.
Carbon xoắn tròn rất là mới, rút là nghe tẹt 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 luôn. Bản hàng thì soi cho anh em hết, rất là mới cho anh em. Cái này có độ cứng tầm khoảng 2H đến 2H5, chiên anh em câu gô giết chép. Một số anh em hỏi em chứ cần đánh được 4-5kg không, nói 4-5kg thì cần nào câu trả được, quan trọng là kỹ thuật. Đụng hàng 4-5kg thì cần đụng hàng tiếp theo sẽ là đó. Khúc đọt này khá ok. Đụng hàng 4-5kg nhiều thứ quyết định lắm, thẻo cước rồi lửng nữa anh em, với kỹ thuật nữa. Đụng hàng thì quan trọng là cái kỹ thuật của mình thôi đó. Cần khá đẹp nha anh em, độ mới khá ok. Đọt gờ tầm khoảng 2H5 đến 2H5 đó. Rồi, giá công khai Genixin full hộp full bao giá 1,2 triệu. Tiếp theo sẽ là cây cuối cùng, một cây cần đai hoa cần hệ sắn hai da. Cây này dài 4m5, thu gọn 104cm, 5 lóng, nặng 110g, đọt 0.8, đọt gốc là 12.4 ly. Cây này thì chuyên cho anh em câu gô giết chép, loại này thì đánh cảm giác rồi. Độ cứng cây này ra tầm khoảng 2H5 nha anh em, 2H5 carbon cut roll. Gốc nè, gốc được quấn nhợ, cần sẵn hai da nha anh em. Cây này được sản xuất tại Taiwan, xuất thị trường là đi Nhật. Khá đẹp, dài 4m5, chuyên bánh hầu dịch vụ, đánh phi ngô giết chép. Dạng này là dạng câu cảm giác nha anh em, chứ không phải đánh bạo lực. Cây này cứng vừa, độ cứng tầm khoảng 2H5 thôi. Sẵn khá ok nha anh em. Cần này thì chưa qua sử dụng, độ mới nó rất là ok, không sức gì nhiều hết. Đọt là đọt, đọt là độ bu 360 độ nha anh em. Đây, đọt độ bu 360 độ sẵn. Rồi tầm khoảng 2H5 đến 2H nha anh em. Rồi chia cho anh em câu chép phi. Rồi đó là tổng cộng 12 cây càng cho anh em lên hôm nay. Nếu anh em ơn kênh nào chốt để lại số điện thoại cộng với số thứ tự của cây càng, em sẽ tự động liên hệ với anh em. Anh em có thắc mắc gì vui lòng liên hệ với số điện thoại anh để trên clip. Rồi cảm ơn anh em.